Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu năm 2024 với chủ đề Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn như chương trình nghệ thuật Đắm say tìm hò hẹn được tổ chức vào tối ngày 1 tháng 9 với nội dung công bố đô thị Mộc Châu đạt đô thị loại 4, công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho 3 di sản, lễ hội cầu mưa của người Thái Trắng xã Mường Sang huyện Mộc Châu, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Sao Tiền, nghi lễ mò mường của dân tộc Mường. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động được tổ chức xuyên suốt từ văn hóa du lịch như hội chợ kết nối tiêu thụ xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn, hoạt động cộng đồng đường phố, hoạt động ẩm thực, thi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và văn hóa cộng đồng với chủ đề bảo tồn di sản tinh hoa bản sắc. Với nhiều hoạt động văn hóa độc đáo và hấp dẫn, Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu năm 2024 hứa hẹn sẽ đem đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm ấn tượng.